Thế cái lúc đó là tôi xin phép nói lại là cái thủ trưởng của tôi trước là ông Đàm Quang Hà đã, là cái người mà thành lập ra cái tiểu đoàn 404 năm 69, đầu năm 69 đó, là lúc đó là lên là trung đoàn phó. Thế sau khi ông trung đoàn trưởng hy sinh thì ông mới lên trung đoàn trưởng. Thì sau cái chiến dịch đó thì ông cũng hy sinh mất. Mà vừa rồi chúng tôi nói là cái thành tích của ông thì không ai mà so sánh được. Thế nhưng vừa rồi cũng hỏi là ông Huỳnh Phương Bá chính ủy tại sao là bây giờ các thủ trưởng không đề nghị là để phong tặng, nhà nước phong tặng cho ông Đàm Quang Hà này là lên anh hùng. Vì cả một cái quá trình chiến đấu, thành tích của ông ấy thì nhiều lắm. Ông ở Phổ Minh mà, Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Thế thì ông ấy là hy sinh trong cái trường hợp là đánh, chúng tôi đánh lên vào trong cái thẳng cái trung tâm chi khu quản lý thì nó có hai cái quả núi đứng ở hai bên mà cái đường độc đạo là vào trong quận. Bên này nó cao hơn gọi là Vũ Trị, mà bên này thấp hơn thì theo cái danh từ của địa phương dân người ta gọi là Vũ Em. Còn cái đường độc đạo là đi vào trong quận này. Thì khi là ông ấy chỉ huy trực tiếp là đánh cái cao điểm ở trên cái đồi Vũ Trị đó, vì trên nó là hỏa lực nó bảo vệ cho cái chi khu quân lệnh. Thì đến gần sáng rồi, đúng rồi, gần sáng rồi. Bởi vì xong thế là ở trên nó mới bắn xuống đấy nhá. Tôi nói đó này, anh nắm rõ cho này đâu. Ông Đàm Quang Hà hy sinh ở cao điểm 21, anh nhớ nhở nhá. Khi không biết đại đội 1 hay đại đội 3 đánh lên cao điểm thì trời sáng rồi, không dứt gì gần nữa. Sáng rồi thì cụ Hà mới bức xúc mới nhảy vào chỉ huy. Ông nhảy vào chỉ huy thì cái cao điểm 21 là cái hướng cụ Hà đi lên là ở đồi Tranh. Thì đồi Tranh ta đánh được rồi, ta làm chủ rồi thì cụ bắt đầu đi lên. Đi lên thì khu này toàn là mỏm núi đá to không thôi. Thì cụ lợi cái hướng đột kích trong đó là đúng. Đấy, nhưng mà địch ở chân điểm mình chưa dứt điểm được, nó phản kích lại. Nó phản kích lại thì lúc đó bộ đội mình cứ lên xuống, nó dừng lại thì mình lên, nó phản lại cụ xuống. Thì cụ Hà đứng ở trong cái hang đá, rồi cái tổ đá này nó bắn cả M19 chết. Tôi xin nhắc lại cái chỗ này. Những lần tập huấn ấy, thì đồng thủ trưởng Hà nói này, tao có chết thì tao chết ở vòng cầu, tao đang thẳng tao không chết. Đấy. Mà đúng rồi, sau cụ chết ở vòng cầu là quả M19 ấy. Trên cao điểm 21, bây giờ không lấy được xác. Còn không. Cái Vũ Trị Vũ Em ấy, nó ở vùng giải phóng rồi, nó không phải nằm trong quận Tiên Phước đâu. Ngoài bảo vệ quận gần quận không ạ. Vũ Trị Vũ Em nó ở phía ngoài vùng giải phóng, còn trung tâm quận là cao điểm 21. Trời đất. Về lúc đó là cái đại đội tôi là đánh cái nói về cái Tiên Phước ấp một mà thực ra mà nói thì ông ấy là tôi không phải ông là hy sinh này trong cái trường mà ông là người bắn B-40 chỉ huy chiến đấu. Cho nên là tôi chỉ nói về trong phạm vi cái mũi của mình và cái tổ của mình thôi. Còn những cái mũi khác nhá thì tôi không được phép nói, bởi vì nó không phải cái phận của mình, đúng không? Mình chỉ nói cái phần công, phần của mình và phần của mũi mình đấy. Còn khác là tôi không nói. Đúng không? Cái lần nghe anh kể thì cuối cùng em vẫn đúng là phải có ý kiến của bác Đốc em mới có thể mường tượng ra được. Cái trận đấy thì mình là nó thuộc ở trong cái gọi là chiến dịch Tiên Phước. Rồi chiến dịch B-10. B-10 là rồi. B-10 vâng. Nhưng mà cái nhiệm vụ của nó là giải phóng cái quận lỵ Tiên Phước, đúng không? Đúng, chính xác. Đã. Và tham gia cái trận đấy thì là có 3 cái tiểu đoàn sáp nhập thành một trung đoàn. Vâng, trung đoàn là công 493. Vâng. Và một cái cộng với một tiểu đoàn bộ binh, binh và dân quân du kích. Vâng. Đấy thì là một không, cái trung đoàn đặc công nói cho rõ thế này này. Trung đoàn đặc công 493 nó có 2 tiểu đoàn. Dạ. Một tiểu đoàn 424. Không, 424 sau này mà nó để nói thế thôi. Anh nhầm cả đoàn 2 tiểu đoàn cắt nhá. Tiểu đoàn 424 ở Quảng Ngãi hành quân ra sát nhập với tiểu đoàn 404 của tôi, của chúng tôi đó, ở dốc Thanh Niên thành tiểu đoàn 424 và cũng đồng thời thành lập trung đoàn đặc công gồm có 2 tiểu đoàn chính thức là 424 và 409. Còn tiểu đoàn 80K 80 binh là đi phối hợp chung với mặt trận thôi.
chứ nó không nằm trong đội hình của trung đoàn 493 đâu nhá, hai cái khác nhau nhá, là, bởi vì hắn là bộ binh, là quân khu đó, đó thì ừ. Thôi mình cũng không cần phải quan tâm lắm, không mình nói trên thông tin mà nói cho đúng chuyên hiệu. Đấy, bây giờ tôi thêm cái đẹp về cái phần cái mũi của chúng tôi đánh mà vừa rồi là có một đồng chí của tôi hy sinh sau khi mà cái năm 212 đó, là có ông em đi theo một cái chú Tâm, là anh này là ở cái xưởng quân khí của tiểu đoàn, đi theo cái anh này cùng huyện mà. Nhưng mà anh này lại không biết cái chỗ hy sinh ở đâu, chỉ biết là ở cái đại đội tôi thôi. À, thì vừa rồi đó là tìm được hài cốt, à, tìm được ấy đã đưa về quê. Là do anh nhờ cái đợt đi về thăm chiến trường xưa năm 2012. Thì chú đi tìm thì thằng cái chú Tâm mới nói bảo bây giờ chỉ có ông Đót biết thôi, chứ còn thì bữa lúc đó là nó ở cái đại đội tôi mà chú là nuôi quân. Thì nói là chú là hồi đó là tổng động viên cho nên là mắt lắc, thế mà vẫn phải đi bộ đội đấy, mà cũng học là công cùng với tôi ở Xuân Mai đi vào, mắt là lắc lôi một mắt ra thế này, cho nên vào đơn vị bổ sung vào đơn vị tôi là bảo là thôi nó lắc mắt nó cái mũi nó kém rồi thôi, rồi làm nuôi quân đấy, cho nuôi quân. Thì khi mà đánh xong cái chiến dịch á thì chúng tôi bên đại đội tôi đánh triển khai cũng rất là tốt. Lúc đó là ông Thung là chính trị viên người Thanh Hóa, là chính trị viên trưởng, anh Bốn là đại đội trưởng người Nghệ An. À, cái mũi của chúng tôi đánh ấp 1 đánh cũng rất là thắng giòn giã tốt. À, nó nhìn chung lại mặt trận là đánh là giải phóng được hoàn toàn chi khu quận lỵ rồi, làm chủ rồi. Trong lúc đó có tổn thất thì không nói, nhưng mà xe tăng mình ấy là vào ấy là bốn cái đấy, hai cái xe tăng, hai cái xe bọc thép á, là giải phóng xong rồi là đêm là cứ chạy vòng quanh quận là bấm đèn cho nó sáng rồi đi, cứ nổ máy dầm dầm để uy hiếp cái lực lượng của tàn quân của nó, để phô trương cái lực lượng của mình, là chạy suốt đêm rầm 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 như thế. Còn dân á, thì nói thực ra là khi mà mình đánh vào là dân thẳng đấy đường ấy là nó chạy xuống Tam Kỳ hết, chỉ còn những ông bà già ở nhà, hầu hết là không có dân, trên vườn không nhà trống mà. Cho nên anh em mình ấy là vào ấy là nói chung là cũng như ấy, đói quá thì cũng là bắt được gà biết các thứ, thì cũng thịt thì trái cây các thứ thì cũng để cung cấp cái lương thực thực phẩm anh em mình tự ăn. Chúng tôi đánh giải phóng xong là chúng tôi chốt một tháng trời cơ mà, chốt cái chi khu quản lý này một tháng. Mà các đồng chí thấy là khi mà đặc công đánh nhanh rút nhanh, bây giờ đưa cái lực lượng đặc công lên chốt thì làm sao mà bảo đảm được cái bảo tồn được cái lực lượng. Mà chốt thì đánh chui lên là các cái cao điểm của nó, hầm hào thì mình là giã chiến, chỉ moi vào thành cái hầm ếch thế này, là một cái cao điểm này là giao cho độ một trung đội chia làm ba mũi, mỗi một mũi là ba tổ, là ba hướng để giữ. Mà ban ngày thì pháo ở dưới Tam Kỳ nó bắn lên, xe máy bay nó lên nó ném bom, chữ trong một tháng trời, nghĩa là anh em là rệu rã hết, không còn gọi là cái gì là để mà khí thế để mà chiến đấu. Nó quần lõn nó đêm không ngủ được, nằm ở dưới hầm cơm vắt đến mấy, như đồng chí Trọng với mấy cái chỗ anh em nuôi quân là cứ đến giờ là gùi gạ gùi cơm vắt như thế này, nước uống lên chạy từng hầm một giao, đến lúc mà khi mà nó tái chiếm lên, nó mở chiến dịch nó tái chiếm lại chứ, nghe tái chiếm lại mình dự trụ không được, nó đánh bật ra. Vì tôi suýt chết ở cái cao điểm 21 đó, thì trung đội tôi chốt ở trên đó, nó ném bắn pháo xong bắt đầu là máy bay trực thăng nó lên nó bắn đạn giấy. Sau này mình mới biết đạn 12 ly 7 trên máy bay nó bắn nó đi một đường như thế này. Nhưng mà lính của nó là nó bò đằng sau, nó bò lên, nó bảo vệ cho lính nó mà. Thế mình thì lúc nó bắn thì mình tưởng nó bắn thật thì mình chui xuống hầm. Đến lúc mình nó ngưng bắn một cái thì mình ngóc đầu lên thì nó đã ở bên này đồi rồi. Mà nó lên cả một đại đội nó tràn lên như thế. Cho nên lệnh lúc đó có ba anh em một ba cái hầm sát nhau, bảo thôi kiểu này không giữ được, rút. Thế là chúng tôi là cứ nằm ở trên, chúng tôi lăn xuống đến chân. Sau khi xuống đến chân rồi thì
nhận được lệnh của quân của tiểu đoàn đó, của quân khu chỉ trưởng mặt trận ấy chỉ ra đạo là thôi là anh em lực lượng là không rút được thì là không giữ được thì cho anh em rút đấy, thì khi rút xuống thì về đến nhà, thì cái anh Xuân này như vậy là ở nhà coi nhà nuôi quân mà ở dưới thì nó bắn pháo lên cái cao điểm 21 lấn quãng sao ông ấy ra vườn sắn, thế là ông ấy bị cái quả pháo nó phạt gần đứt cổ. Tôi chạy về thì thấy là nằm ở vườn sắn rồi à, cách gần đứt cổ quan tiết ra nó dính vào đấy thôi. Tôi lật lên này thì tôi bảo nó hy sinh rồi, thì xuống đến đấy là coi như được lệnh là chuyển gấp về là thu dọn tất cả những cái gì lương thực thực phẩm quần áo quân tư trang của mình ở dưới, thế là anh em là tập trung là hành quân đi luôn. Thì tưởng lại là cái ông mà mấy anh em chính trị viên của mình với cái bộ phận mà làm công tác thương binh tử sĩ á là ở lại là chôn cất, nhưng mà địch nó lên đấy rồi, từ cao điểm xuống đấy có độ 200 thước nó lô ngố ở trên, bắt đầu nó bắn xuống, thế là các bố cũng đi hết. Thì anh này về vẫn nằm ở đấy. Sau cái gia đình người ta về, 3 ngày sau gia đình về thì nó đã sình lên rồi. Thì sau khi mà chúng tôi về đi tìm ấy, thì họ mới kể lại như thế. Mặc cái áo quân phục ở túi đây là còn đầy chữ Hải Phòng, vì mình cứ thêu cái chữ trắng ở cái túi áo, là bảo là quả pháo là nó bắn vào đứt đầu. Thì gia đình mới chôn vào cái góc vườn của người ta. Vì gia đình ấy là bố cũng đi người lính ngụy, chồng cũng đi lính ngụy, chứ lúc đó là sợ không dám là nói, chỉ đêm mới là mang ra chôn là tại góc vườn. Bà ấy nói là bà ấy chôn và bà ấy vẫn là hương khói. Thế sau năm 76 thì mới báo cái khi giải phóng xong rồi á, mới làm công tác thương binh liệt sĩ thì mới báo cho địa phương, thì đến là được thưởng là 50 đồng. Là gia đình á là báo các cái điểm của bộ đội mình hy sinh, thì gia đình là bà ấy nói là được nhà nước là cho 50 đồng. Thế giờ là mới đưa về cái nghĩa trang, thì đưa về nghĩa trang cũ ở dưới trong cái vực sâu. Bây giờ xã mới làm ra ngoài mặt đường để đi lại cho nó dễ, và cái đặt cái nghĩa trang cho nó ở gần cái xã, thì mới lại chuyển từ cái nghĩa trang ấy ra. Thì khi chúng tôi vào gia đình thì gia đình mới kể lại như thế, thì tôi mới gọi điện lên thì có một cái chú du kích và có báo mấy cái lực lượng địa phương họ dẫn đường cho mình đến, mà thì tìm đúng cái nhà luôn. Tôi nói cái hướng là tìm cái người mà tuổi cỡ lớn hơn chúng tôi một tí thì đến đúng, bà tả thế đúng. Thế là đưa vào đấy bốc đưa vào cái nghĩa trang ngoài này, thì anh em tôi vào thắp hương và chú em cũng thắp hương. 12 cái mộ là ở cái trong kia đưa ra, thì trong đó có cái mộ của chú này, vì đây là không có không xác định được tên. Thế sau này là gia đình là phải nhờ nhà ngoại cảm, thế rồi là theo cái sơ đồ cũ của địa phương vào bốc đúng và đưa về xác định cả DN, xác định đưa về nghĩa trang của huyện. Thì gia đình là có năm 73 là có năm 2013 là có đưa được hai cốt của chú về. Đấy là cái tình tiết của cái trận đó như thế. Bây giờ nói cái tên Phước, mình xin phép nói luôn này, nói cho rõ cái ý của anh Tuất ấy. Cái chỗ này này, cái chỗ mà khi mà tôi mà giải phóng xong cái tiểu đoàn bộ của nó mà tiểu đoàn 88 biệt động á, thì tôi ra ngoài nó điểm danh á, thì lúc đó thì mũi tôi còn 7 người đi sao về vẫn vậy, thì không có tổn thất, đây là cái rất tốt. Thì ngồi một lúc ấy thì anh Thức anh bảo đài có thật quân khu báo là trong kia vẫn còn hầm ngầm, vẫn còn địch. Tôi kể lại cái đoạn này tí cho nó có lý thú lắm. Thì tôi lại nó thật lúc mệt mỏi lắm rồi, người nhiệm vụ thì phải đi thôi, mà lúc bây giờ tôi cứ nghĩ sao Thức ông cứ mình ông gì. Thế tôi gom 75 lại thì vào quận, thì chia ra các anh em đi tìm hầm ngầm. Thì tôi mới anh Động là người Hưng Yên, nhập ngũ tháng 4 năm 70 thì đi một hướng, thì đến một cái cửa hầm nó to, nó kiểu như là nó cách mặt đất không cao lắm đâu. Tôi mới xuống, tôi cấm lấy cái đèn pin kéo tôi xuống. Thì xuống hầm thì tôi bỏ không động, thôi mày đứng đây cảnh giới nhá để tao xuống. Thì tôi xuống hết, bắt đầu xuống cái tầng hầm một cái thì
hai bên toàn là đạn không, toàn có đạn của nó không. Thì tôi bấm thêm một đoạn tôi đi vô nữa, thì quả mình ngon nó quay ra thì tôi ấn liền luôn. Tôi chỉ sợ là nó thằng nào nó còn lính ở trong nó bấm là mình chết. Thì tôi mới quay đi lên, tôi bảo tận động ở trên này không có, đây là đạn, không có gì cả, thôi đi ra đi, rút ra ngay, không ở đây nữa. B52 nó giải thảm, sáng mai nó giải thảm. Thế thì trời sáng rồi thì tôi mới đưa anh em ra ngoài, tôi bố trí anh em ở phía ngoài. Thì tôi mới anh Động lại đi một hướng, đi tảo trừ xem tàn binh nó còn đó. Thì đi vào đến cái nhà dân, nhà này thì nó cũng sắt nắp đường. Thì Động mới bỏ tôi là anh Khôi, anh cảnh giới, em vào xem có sữa đường thì kiếm ít để ăn. Thế thì tôi đứng ở ngoài phòng khách, nhà có 3 gian thôi. Thì Động vào, Động lấy được đồ 1-2 cái đường gì đó, tôi nhớ. Thì kéo ra, đến cái thùng mì tôm, Động kéo ra tiếp. Bật cái nắp ra thì quả mì mo nó bật ngửa, nằm ngửa lên thế này. Xong nó gọi tôi vào, thôi đừng động, nó làm im. Mày mà động lên cái dây nó chập một phát nó lổ tung. Bật, thì lúc tôi quay ra thì Động nó ở trong cái buồng đó. Thì tôi đang đứng ở cái phòng khách thì tôi lại quay vào trong. Thì cái nhà đó lại có cái cửa bếp ra hông này. Thì có một người ở dưới này thọc lên. Mình cũng giật mình lên, vì muốn giải phóng tức thì xong mà. Tôi mở chốt toàn luôn, tôi mới giơ tay lên. Thế là ông giơ tay lên thế này. Ông mới líu lưỡi mà, ông không nói được. Ông ấy bảo, em là bộ đội địa phương, em là bộ đội địa phương. Ê, anh xem đây này, anh quay lưng về phía tôi. Anh ấy dở cái quả lựu đạn thủ công ra. Bộ đội địa phương là đạn thủ công, tức là họ lấy tôn lựu đạn chày á, xong rồi họ lấy thuốc nổ họ đổ vào. Thì anh ta mặc bộ của AKT mà tôi phì cười ra. Thì anh Động nó nghe thì vậy, anh Động trong buồng nó chạy ra, cái gì anh Khôi? Và ông này ông bỏ bộ đội địa phương mà mình vừa giải phóng xong mà ông xong nhanh thế. Thế anh Động hỏi chị, anh Động bỏ tôi đi lấy gạo. Gạo đâu? Bỏ lấy ở trong dân. Mẹ tôi vừa giải phóng xong chưa có ăn gạo đâu mà ông đi lấy gạo. Xong Động ông biến ngay lên mốt tôi bắn chết. Thế là tay bộ đội lên địa phương nó đi luôn. Đi xong thì lúc đó thì tôi với Động bắt đầu đi ra khỏi cái nhà đó. Thì đằng sau là một cái vườn trà, người ta trồng trà mới lại tiêu, cái chè, cái tiêu mới lại cái tiêu, lá trồng không. Thì tôi đi đằng sau, tôi đi trước, Động đi sau. Để thường một tôi là lính cũ mà ít khi đi cùng lắm, cách nhau phải vài mét. Thì tôi đi thì lúc tôi nghe cái tiếng súng nó nổ rất là gần. Và tôi bảo mẹ bắn mình chắc. Thì tôi đi một đoạn nữa vào đầu nó bắn dữ dội. Thế này tôi biết là tàn binh rồi. Tôi mới không gọi Động mà tôi vẫy tay Động ngồi xuống. Thế là một mình tôi mang khẩu ca, tôi rón rén tôi đi. Thì phát hiện một cái hầm, tôi đến gần cửa hầm, tôi nặng im tôi nghe. Thì ở dưới đó có tiếng động. Tôi làm cho mấy loạt AK ở cửa hầm. Tôi bắn xong tôi hô là ai lên ngay không tôi bắn chết. Thì tôi hô không lên, tôi lại làm cho mấy loạt nữa nhưng tôi không bắn vào trong, tôi bắn vào cửa thôi, chúc xuống sổ xuống cũng không lên. Tôi còn một quả một ký nữa, nó nặng quá. Tôi vào trong hầm vẫy tay lui lại, tôi trô cả bỏ phá xuống luôn. Thế là tôi chạy, vì phá có 3 giây thôi mà, chạy lúc lột tung còn còn tàn quân kết liễu luôn còn tàn quân. Bởi vì mình không giết nó thì nó cũng bắn mình đằng sau, bắt buộc cách nào khác cả. Mà mình nó hô nó hàng nó không hàng, nó mình hô. Cho nên là trong những cái cuộc nói chuyện nhiều người hỏi tôi là đã bắn được thằng lính nào chưa thì tôi không kể. Hôm nay tôi kể, đó là sự thật 100%. Cái hầm kèo nó tung lên thì lính nằm trong đó chắc là cũng, bởi vì nó bắn tôi trước mà. Chứ nếu nó hàng thì tôi lại không sao, nó bắn nó hàng thì tôi lại không thì tôi lại không bắn. Nhưng các bạn đã biết đấy, là sau cái chiến dịch Tiên Phước đánh giải phóng cái khu quận địa Tiên Phước, nói về thắng lợi là ta thắng lợi hoàn toàn, làm chủ trong một tháng cơ mà. Thương vong mình thì có nhiều nhưng mà không so với mục đích ý nghĩa của trận đánh thì mình nói chui là thắng lớn. Cũng tổn thất nhưng mà cũng gọi là đánh trong chiến đấu thì làm sao mà tránh khỏi được cái đó. Nhưng sau cái trận đánh đó thì chúng tôi lại tách ra, cái trung đoàn đặc công đó tách ra
409 lại trở về Quảng Ngãi, về Bình Định. 409 là từ Quảng Ngãi, từ Bình Định mà ra phối hợp vào mà. Còn lại chúng tôi là 424, là 403, 424, 402 mới 403 rồi 404 sát nhập lại thành tiểu đoàn 424. Lúc đó là được nhận lệnh của quân khu hành quân chuyển địa điểm, là lúc đó chúng tôi vào Quảng Ngãi. Sau chiến dịch đó là vào Quảng Ngãi, vào đi một mấy để nói tiếp cái đoạn Tiên Phước nó dứt điểm đi, tôi thấy nó đi thế nó nan giải. Bây giờ cái vì tôi là người từ đầu đến cuối mà nói chung là tốt rồi thì tôi nói thế này, Phước mình đánh nhảy. Với tôi có nhiều kỷ niệm ở Tiên Phước, có cái ý này tôi muốn nói cho nó sáng tỏ về cái tình quân dân một chút. Cái này tôi đến bây giờ tôi vẫn nhớ, tức là người dân trong vùng địch, tức là khi một đơn vị tôi mà đánh phía trước thì tôi bị sốt, tôi nằm lại có một mình tôi thôi, thì có ông bà già cạnh nhà cứ đến bữa là nấu cháo. Tôi nhớ đến bây giờ đấy, nó thật, cứ Khôi ơi dậy ăn cháo, ngày nào cũng thế. Dân vùng địch đấy mà tôi sống cũng nhờ gia đình này, tôi nằm khoảng độ mấy ngày dân thì hôm mới thì tôi cũng dân khỏe tốt, bắt đầu tôi đó ai cũng là đã khỏe rồi. Thế thì lúc bây giờ gần trưa thì có một thằng thanh niên nó cắt đầu ngắn lắm, nó mặc nó dân sự, thì tôi mới giơ khẩu súng, tôi bảo mày đi đâu, nó bảo em về nhà em ở ấp kia. Tôi bảo thế nhà mày đâu, nó bảo nhà ấp kia. Mà không phải mày, không phải dân, mày là lính, quần áo này mà cái tóc mày thế kia mày là lính, mày đơn vị nào, về mày thám báo nào, không mày đi theo tao. Thì tôi dẫn nó lên tiểu đoàn bộ đấy. Tiểu đoàn bộ thì ở bên kia cái cánh đồng nhỏ nhỏ thôi, thì tiểu đoàn bộ là giao cho trinh sát nó giữ ngày hôm trước. Mà mình mới giao lúc trưa thì tối nó đi, gần chiều tối nó đi về, nó để qua chỗ mình, nó cười, nó lại thế cơ, nó chọc tóc mình xong biết đó. Thế đến trưa hôm sau là chủ thăng ba cái nó đánh cái nhà của tôi. Lúc mà tôi chạy vào trong cái hầm ếch, người ta khoét trong núi, tôi vào tôi ẩn, thì nó bắn một quả rocket ngay cửa hầm, mà cái đuôi rocket nó mỏi lên nó không nổ, nó nổ chắc tôi tiêu. Đấy là cái vụ này, cái thằng mà lính vậy này. Thì tôi ở khi mà tôi hết sốt ấy, thì anh Uẩn đại trưởng đến lúc ở trên cao điểm 21 rồi, thì anh thức ở dưới này nên là anh phớt nữa, anh giao cho tôi lên chốt 21. Tôi nhớ là lúc bây giờ nhá nhằm tối, tôi với anh Quý xả thủ với Mốt rồi vác lên chốt. Thì ngày đầu tiên thì tôi chốt ở gần trung tâm chốt, thì hôm đấy là tôi nhớ là gần trưa, thì đến giờ tôi ngủ dưới hầm, còn hai anh nữa thì cảnh giới, cứ thay phiên châu anh ngủ cảnh giới. Thì hôm đó thì tôi lại, đến giờ tôi thức thì tôi lại ngồi trên cái nắp hồng kẹo, trên này có tranh nó phủ, có chỗ anh em ngồi mát để quan sát. Hầm thì ở dưới hồng kẹo á, công binh nó đào, thì máy bay nó ì lên, các tôi nhìn ra ba cái B-52, tôi nhảy xuống thì hầm răng tôi đập vào cái kẹo, gãy mấy cái răng trước. Thì xuống tôi bắn B-52 nó bỏ tôi, tôi nói chuẩn chính xác nhưng hầm tôi không được gì. Thế thì điện cái điện lúc đó là đồng chí thông tin là đứt dây rồi, đồng chí chạy, đồng chí nối dây, thì lúc đó là nó lên tái chiếm lại đấy. Thì tôi mới nói là khoan đã, để nó bom lại, nó thả bom xong hắn đi, mà đồng chí thông tin đồng chí gạt lắm, cứ thế là bỏ đi nối dây xong. Thì tôi lại được lệnh chuyển ra cái mỏm gần địch nữa, từ địch nó ở 310 thì tôi ở cái mỏm rất gần, cách rất là ngắn thôi, tôi nghĩ vài 300 mét, ban ngày nhìn thấy nhau. Tôi bên xứ bên cựu Hưng Yên ở cái hầm đấy thì mới dần đến đấy đảo dã chiến thôi. Sau rồi đồng chí Hà Đức Y tiểu đoàn trưởng của tôi dẫn tôi từ Bắc vào Nam, thì đồng chí hai đồng chí đến đầu hầm của tôi để gặp tôi ở trên đỏ đó. Thì đồng chí đào hầm cho tôi ở trên đất, xong thì tôi mới anh xứ bên cựu ở cái hầm đó, thì anh xứ người Hưng Yên, anh cựu người Thanh Hóa ở tương đối lâu đấy, chân anh em thì cũng phủ hết đói rồi là thiếu muối. Thế cứ buổi tối là cứ ba thằng chia nhau ra, một anh thì xuống ấp lấy nước để ngày hôm sau đánh răng, một anh thì về trung tâm chốt để lấy cơm cho ba ngày sau, một anh thì đánh cỏ tranh để ngụy trang, tối nào cũng thế. Thế mà trời mưa thì hầm lúc nào cũng nước, không có gì ngồi, không có gì nằm hết á, không nằm được cũng không ngồi được luôn. Nếu mà xuống ấp mà lấy được quả dừa lên thì may ngồi chay dừa, chứ còn chẳng có chỗ nào mà ngồi.
mà cứ thế mà nằm. Đánh đúng là mùa đấy. Mưa mà. Mùa mưa. Thế sau cái gì? Tháng 9. Tôi nhớ một cái buổi trưa thì đến giờ tôi hôm nó nắng rồi, nó khô hầm rồi. Thì tôi nằm ở dưới hầm. Anh Sứ thì ngồi dưới chân đồi. Anh Cự thì lại trực ở ngay cái hầm. Thì lúc đó là ba chiếc trực thăng nó vẫn bay, ngày nào nó cũng bay nhưng chưa phát hiện đâu. Do hầm một tôi. Tôi nói đây anh Cự mà nghe cái này anh Cự nhớ nghe. Thì Cự mới bắt cái khẩu trung liên trên nóc hầm kèo này, Cự bắn. Bắn thì tôi nằm xuống uy hình thì tôi mới tỉnh mất dậy. Tôi mới làm gì Cự? Tôi bắn cái bài thu tôi lệnh mày đừng có bắn, bắn không rơi đâu. Nhiệm vụ mình đánh bộ binh giữ chốt máy bay đánh không rơi. Tôi nói nó thế thì tôi lại nằm tiếp. Nằm tiếp thì máy bay nó quay lại đồng chí Cự lại nằm một phát một loạt nữa. Tôi tức quát lên thì cũng là lúc nó quay lại nó bắn trúng cái khẩu trung liên. Cái thân bắn thân súng nó văng ra bên kia hầm. Cái báng nó văng đâu mất thì anh Cự anh lao vào trong hầm luôn. Anh đào anh đèn tôi mà. Thế tôi ngồi dậy, tôi vực Cự dậy. Cự dậy mà nó cứ ngơ ngác này, nó bị sức ép. Cứ ngơ này. Bắt đầu nó bị điếc rồi đó. Nói nghe không rõ rồi đó. Thế tôi bảo tao bảo mày rồi mà đừng có bắn. Bây giờ là chết rồi. Thế là tôi nó cứ ngồi bắt đầu trục thăng nó phát hiện hầm tôi mới Cự. Nó bắn nó quay lại nó bắn thì lúc giờ Sứ nó ở dưới chân đồi mới ngay chân này mới nghe súng mới chạy lên. Bảo cái gì đấy Khôi? Trời ơi thằng Cự nó đem nó bắn mày ta đã bỏ rồi nó đừng bắn mà thấy nó bay chưa? Thế là ba thằng tôi ngồi trong hầm là cứ bịt lỗ tai. Lúc này là không còn cách nào khác cả. Bịt lỗ tai nó bắn suốt từ trưa cho đến tối. Cả buổi trưa không ăn cơm rồi. Đến tối thì ngái nhằm tối thì có một đồng chí sang gọi bên này. Anh ấy bịt lên rồi. Tỏ lên hướng nào mà lên hướng bên kia. Thế tôi bỏ Sứ với Cự thôi chúng mày đây để tao chạy sang tao coi thế nào. Thì sang lại gặp ông Lĩnh, người ở xã Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương, chính trị viên phó đại đội 4, chỉ huy khẩu cối Tam A. Thì tôi hỏi anh Lĩnh, anh còn nhiều đạn không? Ông bảo tao còn một cơ số, tôi là một cơ số là 3 viên. Thế là trong cái ký hiệu chiến đấu không có nói số lượng đạn. Thế thì lúc đó mình đang đứng đó thì cái cậu mà vác cái lòng cối, cậu hoang mang quá. Vì bộ hỏa lực mà đánh cái kiểu đó thì đúng là cũng hơi nhát thật. Nên mới dựng cái nòng cối xuống, không nắp đế mà cũng chẳng nắp càng cả bắn ứng dụng. Thì tôi không thấy điểm nổ đâu cả, tôi quát ầm lên, tôi quát ông Lĩnh. Xong cuối cùng mới là, bắt đầu các ông răng bắt càng rồi nắp đế vào, bắn thì nhìn thấy điểm nổ nhưng nó ở chân bên này. Còn lính của nó lên thì có mười mấy thằng thôi không đâu. Nó cứ lên một cái thì cái khẩu cối 61 của mình ấy, bắn nó thì nó lại lùi lại y như anh em mình đánh công mà ông Hà bị hy sinh chỗ đó đấy. Thế sau đó thì còn một quả nữa nó bắn đúng như tụt xuống dưới. Thế là ông Liệu vác pháo rút.